Sau các vụ cháy thương tâm xảy ra tại quán karaoke, cơ quan chức năng đã ngày càng siết chặt kiểm tra phòng cháy chữa cháy và phát hiện xử lý vi phạm hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ này tại Hà Nội. Sau khi ra quân xử lý, nếu các cơ sở vi phạm nhưng chưa khắc phục, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tổng hợp gửi danh sách các cơ quan báo chí đăng tải công khai để người dân cùng giám sát với cơ quan chức năng. Những vụ cháy karaoke khiến hàng chục người thiệt mạng xảy ra gần đây khiến dư luận không khỏi dùng mình sợ hãi. Chính các quán karaoke cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ gây mất an toàn. Từ ngày 18 đến 20 tháng 9, lực lượng công an quận Hoàn Kiếm phối hợp Ủy ban nhân dân quận tổng kiểm tra hoạt động phòng chống cháy nổ tại các quán karaoke trên địa bàn. Quận Hoàn Kiếm hiện có 15 cơ sở karaoke tập trung tại phường Phụ Tân. Qua kiểm tra 9 cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó có 8 cơ sở trên phố Phúc Tân, các quán đều có hệ thống thang thoát hiểm, duy trì phòng hát được phép hoạt động khoảng 30% công suất quán. Tuy nhiên, tổ công tác đã lập biên bản hiện trường ghi nhận trên phố karaoke Phúc Tân có tổng số 26 phòng được cấp phép nhưng các quán vẫn để tồn tại 46 phòng. Các cơ sở mặc dù được tuyên truyền về việc tạm đóng cửa phòng hát chưa được phép nhưng mới có 6 phòng đã được tháo dỡ triệt để cả cách âm, cách nhiệt, mang bàn ghế thiết bị ra ngoài, có 40 phòng đã được tháo dỡ nhưng chưa triệt để, mới tháo dỡ trang thiết bị phục vụ kinh doanh karaoke. Đối với những phòng hát chưa được tháo dỡ triệt để, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND dân quận Hoàn Kiếm cho biết, các chủ cơ sở đã ký cam kết xử lý triệt để trước ngày 26 tháng 9. Quận sẽ cử lực lượng giám sát việc thực hiện cam kết này. Nếu không thực hiện đúng cam kết, sẽ rút giấy phép hoạt động của các quán karaoke. Tại quận Hai Bà Trưng, liên ngành của quận Hai Bà Trưng do đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hai Bà Trưng làm chủ công cũng vừa hoàn thành kiểm tra các cơ sở karaoke trên địa bàn về phòng hát không phép, không đủ diện tích, đa số đã được niêm phong hoặc chuyển đổi làm nhà kho. Một số trường hợp hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa được bảo dưỡng thường xuyên, vi phạm trật tự xây dựng ở lối thoát hiểm thứ hai đã được khắc phục. Theo thống kê của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội, trên địa bàn có 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó 58% cơ sở không đạt yêu cầu về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong số này, 425 cơ sở có khả năng khắc phục nhưng chưa thực hiện nên bị xử lý vi phạm tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động trên văn bản kiểm tra. Chủ cơ sở tự khắc phục vi phạm và thông báo cho cơ quan chức năng khi khắc phục xong với 326 cơ sở không đạt yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy nhưng không có khả năng khắc phục, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Hà Nội ra quyết định đình chỉ 100% các cơ sở này. Lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất giả soát 100% các quán karaoke trên địa bàn và cũng thông tin thêm nếu các cơ sở karaoke vi phạm nhưng chưa khắc phục, cơ quan này sẽ điểm mặt chỉ tên vào danh sách chung, cung cấp cho cơ quan báo chí đăng tải để người dân cùng giám sát.